Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo dự báo, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay, ngày 30 tháng 4, một số địa phương ở Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm, trong khi đó, ban ngày ở những địa phương vẫn xảy ra nắng nóng. Những cơn mưa này có thể đem lại không khí mát mẻ hơn. Trong khi đó, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng kéo dài. Tại thời điểm này, người dân lựa chọn đi du lịch cùng gia đình và người thân khá nhiều. Nhưng giữa thời tiết nắng nóng, người dân cần cẩn thận với những vấn đề như tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, về chiều và đêm khả năng có mưa rào hoặc mưa dông khá thấp. Nhiệt độ thấp nhất 25-30 độ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 35-39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng gay gắt vào ban ngày, tuy nhiên khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-38 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 29-32 độ, nhiệt độ cao nhất 39-41 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ. Tây Nguyên, thời tiết ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nắng nóng, tỷ lệ mưa ở mức 10-20%. Về đêm, trời mát mẻ hơn ban ngày, nhiệt độ giảm, nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.